Bộ Tài chính đề xuất Ngân hàng Nhà nước phối hợp thực hiện tiến hành kiểm soát thuế của các công ty công nghệ nước ngoài, bao gồm Google và Facebook qua Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam NAPAS nhằm giúp cho cơ quan thuế kiểm soát được doanh thu của các dịch vụ này, từ đó có cơ sở đề nghị tổ chức nước ngoài khấu trừ nộp thuế. Bộ Tài chính cho hay các công ty vận hành mạng nước ngoài hầu hết không đăng ký kinh doanh và không có văn phòng đại diện chính thức tại Việt Nam, vì thế, phía ngân hàng nhà nước cần phải tiến hành kiểm soát thuế của các công ty công nghệ như Facebook, Google thông qua hệ thống thanh toán quốc gia NAPAS. Hơn hết, hoạt động của mạng Internet là giao dịch xuyên biên giới. Vì thế, đây là một khó khăn cho ngành thuế trong việc quản lý thuế đối với các mạng nước ngoài kinh doanh theo hình thức thông qua mạng Internet. Hiện Google và Facebook cung cấp dịch vụ quảng cáo trực tuyến cho thị trường Việt Nam thông qua hai phương thức, gồm các đại lý tại Việt Nam và phương thức mua bán và thanh toán trực tuyến qua thẻ tín dụng hoặc ví điện tử vốn chưa được quy định rõ do vậy bộ tài chính đề nghị ngân hàng nhà nước nghiên cứu yêu cầu các dịch vụ xuyên biên giới khi thanh toán phải thanh toán qua cổng nabas và các công ty vận hành mạng nước ngoài tại việt nam cần thiết lập đầu mối như mở văn phòng, phòng đại diện chính thức để phối hợp chặt chẽ hơn với cơ quan quản lý trước đó loại hình này đã được các nước châu âu ấn độ và hàn quốc thực hiện